Hello xin chào tất cả mọi người thì à, hôm nay à, mình sẽ cái review cái à, con à, controller CD à, 48 thì à, nó trước giờ à, mình cũng lắp cũng nhiều nhưng mình chưa có review thì hôm nay mình sẽ review cái cơ bản à, cho anh em à, xem cái cấu tạo của nó để cho anh em cách sử dụng như thế nào cho nó đúng và những anh em nào đang sử dụng dân số thì nên kết hợp một con controller nếu mà có điều kiện thì mình sử dụng nó để chi quay và cho cái hệ thống âm thanh của mình nó được tốt hơn và có thể anh em điều chỉnh từ xa được với nó À, qua những cái cổng cáp hoặc là cái cái địa chỉ ID của con thu uh, thu wifi. Con này có thể uh, điều chỉnh từ xa tầm 100 m đối với uh, qua phát cục wifi lấy địa chỉ ID nha mọi người. Thì mình sẽ nói chi tiết hơn uh, về cái con uh, 4 in 8 out này. Tại sao à, mà mình phải cần có nó để à, mỗi ngày mình được tiến bộ hơn và à, đi đúng à, cái cái à, một âm thanh chuyên nghiệp cho những anh em làm à, sự kiện hoặc là như làm đám cưới mà muốn chuyên nghiệp. Thứ nhất là nó có bốn in thì nó có bốn à, đầu vào và 8 đầu ra. Thì mỗi đầu vào của nó mình có thể à, ghép chung với nhau. Ví dụ như mình in A và in D tới in D phải không? A B C D. Nhưng mình muốn nói in 1 in 1 mà nó cho ra 8 đường, vẫn được. Giờ mình tách riêng độc lập à 4 4 in. À 1 in 1 á, vậy là in A đó thì nó sẽ ra 1 2 và in B nó sẽ ra uh, 3 4. Và in C nó sẽ ra 5 6, in D nó sẽ ra 7 8. Mình có thể là quýnh ờ in AB thì nó có thể quấn đường master. Đường master là đường phương chính còn ngõ C là quýnh monitor còn ngõ D là quýnh sub rồi anh em sẽ mình sẽ tắt cái phần này mình sẽ mở cái phần cái con controller này à, cho mọi người xem để mọi người à, biết được nó à, và cách sử dụng nó như thế nào cho đúng và đặc biệt những anh em nào sử dụng hệ thống lo titan thì mình có thể hỗ trợ anh em từ xa rất là đơn giản à, rất là đơn giản không có gì phải khó rất dễ À, anh em cứ báo là mình sử dụng controller à, mình sử dụng là lo gì súp gì bên à, mình, mình sẽ uh, nạp file uh, cho anh em vào uh, cái chương trình hệ thống lo đó tại vì lo Titan đó là mình uh, nghiên cứu ra thì mình nó hiểu rõ được là uh, cần cắt bao nhiêu tới bao nhiêu ở những điểm nào thiếu những điểm nào dư và uh, đồng bộ DB thì anh em khỏi suy nghĩ Đúng không nếu anh em sử dụng chung hệ thống tại sao mà mình muốn tất cả anh em sử dụng được là hệ thống uh, combo lo titan là thiết bị db sau này có ra sản phẩm mới gì anh em không cần phải mướn bất cứ một thợ nào uh, để setup cho mình và anh em chỉ cần gọi về công ty và mua đặt hàng mua là gửi hàng và hỗ trợ từ xa cho anh em rất đơn giản công nghệ bây giờ nó 5.0 rồi anh em Đúng không? mình uh, tự mình tìm hiểu và mình làm thì nó sẽ hứng thú hơn và nó sẽ đỡ tốn tiền, à, tốn tiền học phí hơn. Ví dụ như anh em khi anh em nhận được một cái con controller này thì nó đi kèm theo đó là cho anh em á là một cái USB. Đây. Mình sẽ mở cho anh em xem. À, một cái USB. Đó, một cái USB này. Đó. À, CD 48 và mông cộng cáp mình sử dụng cổng lan thôi, anh em cổng lan hoặc là cổng USB mà đa số mình sử dụng cổng lan cổng lan này anh em có thể 30m 50m anh em có thể cắm vô anh em điều khiển chỉnh từ xa được Đặc biệt là cái con này nên khi anh em tự mua về thì anh em hầu như là anh em hầu như là 90 phần trăm là anh em bộ xô là không làm được tại vì anh em phải nhờ đến IT nhờ tùm lum hết khi anh em mua công ty thì công ty anh em cấm điện cấm đúng hết trơn bên đây là công ty là có người xử lý cho anh em nên anh em không cần phải lo vụ đó còn anh em tự mua về trên mạng về là anh em hầu như là phải điện trực tiếp về công ty ờ, sản xuất hỏi như người ta khi bán có nhiều người bán online họ không hậu mãi cho anh em được nhưng cái khâu quan trọng nhất á, là dù anh em mua rẻ hơn mấy trăm ngàn nhưng cái hậu mãi nó quan trọng lắm anh em mướn thợ anh em mượn này mượn kia anh phải trả tiền như người ta thôi người ta ăn cơm mà chứ đâu phải người ta uống nước nó sống đâu nhưng bắt buộc người ta phải làm người ta phải thu phí anh em đó anh em cũng hiểu vấn đề này khi anh em mua trực tiếp về công ty thì anh em an tâm về vấn đề là hậu mãi tại vì anh bán cho tôi mà anh không hậu mãi được anh không có bán rồi à, đúng không nhưng khi anh em mua từ công ty titan thì tất cả miền tây miền đông gì đó là đều hỗ trợ cho anh em được hết đó rồi, mình sẽ đi sâu vào vấn đề à, cho anh em coi xin chi tiết. Xong rồi anh em sẽ à, mình sẽ kết nối phần mềm và mình sẽ nói à, cơ bản ha anh em. Rồi, bây giờ mình sẽ tắt phần này nha. Rồi, bây giờ trước mặt anh em á là nó một cái con có à, code 4in 8L à, CD à, 48 nè. Mặt trước nó A B C D và hầu như là nó gần full, gần full chỉnh chức năng chỉnh tay có thể chỉnh delay nè, có thể chỉnh chích nè, à, có server nè, bwi nè, ghét nè, à, setup sale rồi con rồi để gọi chương trình, đó rất nhiều chương trình. rồi con này nó cho một cái âm thanh nó ra rất là chắc nha anh em. hồi trước á, thì anh em sử dụng một con dân số là xài ok đúng không? nhưng mỗi ngày nó phải có nâng cấp. nếu mà cái điều kiện của mình đó, mình nghe hoài một con dân uh, số thì anh em uh, nó hình như nó chán, mình cũng vậy mình sử dụng hoài thứ một nó chán đúng không em cuộc sống cũng vậy thôi mình sử dụng có một thứ một chán cái mình phải muốn kiếm thêm cái này cái kia a à, b c rồi đó lâu lâu mình giống ăn cơm hoài nó ăn phở đâu <laughs> rồi đó anh em xem chi tiết đó à, cái cáp này à, thì sử dụng cho anh em điều chỉnh kết nối với nó và đặc biệt con này là nguồn auto. À không lo điện yếu. À AC 110 đến 240. À 50 60 Hz. Đó, 4 inch. in. In nha. À mình có thể cho nó ra 1 2 và in B nó ra 3 4. Và in C à, cho nó ra 5 6. In D nó ra 7 8. Đó. Hoặc anh em cắm một in một thôi nó cho ra 8 ngõ dẫn được hoặc là B à nó cho ra 8 ngõ dẫn được nó kết nối được hết cái này thì dễ à đó khi kết hợp với dân số à, khi kết hợp với dân số thì à, cách kết nối như thế nào thì chỉ anh em mua à, từ công ty sẽ hỗ trợ chỉ anh em Tại nó rất là nhiều cách kết nối để hiệu quả nhưng à, cái phần kết nối này thì mình sẽ không có up lên kênh uh, YouTube. Thì mình sẽ làm một cái video, uh, đã có video up riêng riêng uh, cho những anh em nào mà mua từ công ty thì công ty sẽ gửi cái link qua cho anh em. Thì uh, anh em sẽ xem được cái này là anh em sẽ làm được. Rất là dễ. Đó. Hai con này kết hợp uh, hoặc uh, con này và con F35 mới và nguồn auto luôn, đồng bộ luôn không lo điện yếu à cái tới điện yếu rồi anh em đừng có nghĩ tới nữa đừng lo nó điện nhiều vậy cũng được Để mình coi cái uh, cho anh em xem cái hệ thống combo của mình là nó như thế này à nó như thế này đó men hai kênh đến shop bốn kênh đánh, uh, 4 kênh, uh, đánh full Ờ, ổ chia nguồn uh, cos uh, gian có này để hỗ trợ tiếng miro và phép thôi anh em là ok đây đằng sau đây đằng sau nè súp nè anh em hai ngõ này anh em câu xuống hai ngõ này Đúng không monitor anh em hai ngõ này anh em xài một ngõ cũng được Nên là xài một kênh to hoặc là hai kênh monitor đó rồi kênh này xuống đây rồi kênh ba bốn xuống đây ngõ 3 và ngõ 1 là cũng được hoặc ngõ 2 và ngõ 4 cũng được là nó xịt cho anh em chạy xịt t cái dòng full đó đây là một cái bộ âm thanh cảm thấy là hiện tại là đi theo combo Titan này mình chỉ mong là anh em có được một bộ như thế này thôi rồi bây giờ mình sẽ kết nối à, à, Kết nối với cái phần mềm cho anh em xem Kết nối phần mềm cho anh em xem nha tại sao mà lâu thế rồi bây giờ mình sẽ kết nối đây à sao mà đó anh em kết nối dưới đây nó có hiển thị màu xanh à, màu xanh là hầu như là đã ok rồi bây giờ anh em thấy nè in nha in a nè in b nè in c nè in d nè ngõ ra một nè ngõ ra 2 nè, ngõ ra 3 ngõ ra 4 nè, ngõ ra 5 nè, ngõ ra 6 nè, 7 ngõ ra 8. Đúng không? Thì 8 ngõ ra này à, nó có thể mình có thể mà group cho nó à, kết nối với nhau, à, mình copy được hết nha anh em. Đó, anh em nhìn thấy group nè, rất là nhiều group đúng không? Ờ à, group, rồi trên đây hàng trên đây thì à nó có những ngõ ra riêng à, nè, ao nè. EW nè đó anh em có thể cái này đánh không à dù anh em để số không là anh em đánh cái là lên đúng không mình đâu có cần phải mình uh, lăn con chuột lăn con chuột vẫn được nhưng mình cần đánh số thôi bây giờ công nghệ giờ chỉnh rất nhanh mình đo smart xong là mình chỉnh số nhưng anh khi anh em uh, đang sử dụng uh, cái hệ thống uh, lo titan sub titan thì anh em chỉ đơn giản chia quay cho nó thôi anh em cứ báo cho mình lo gì Model nào Shop nào à, mỗi súp là nó phải có một cái bậc cắt khác nhau à, chứ không phải anh em muốn cắt nhiều là cắt cho nó hiệu quả à, tối ưu ừ nhất full ví dụ như dư giải nào giải nào dư f bảy uh, dư giải nào <laughs> thì uh, bên mình sẽ biết được và nạp cái file đúng cái file chương trình của con đó anh em cứ về cắm vô hầu như là nó đạt bảy 80 phần trăm còn hai ba mươi phần trăm đó thì do cái mic của anh em thôi Nếu anh em sử dụng đồng bộ luôn của mic db của tít Thì trên mixer anh em để đọc man, anh em để thẳng Còn lại chia quay chương trình cho anh em Nó giống như là một cái con, uh, mình nói con code số ngày xưa là con uh, 260 Anh em thấy anh em chọn những cái model nó, nó có để chữ là JBL Những model nào, model nào, model nào À, khi anh em mua hệ thống lo JBL thì anh em kèm chung con đó anh em chỉ còn chọn đúng model cái, cái chương trình của con lo đó thì anh em sẽ được một cái âm thanh ok à, nó giống như là cái hệ thống lo tất cả những hãng đều có làm nhưng à, Titan à, chưa đủ khả năng làm thiết bị à, đặt thiết bị bây giờ là cái kết hợp với DB của TIT là chọn à, cái model này nó hiệu quả với lo Titan thì bên công ty à, sẽ chọn à, một cái model này để làm chương trình đặc biệt riêng à, bán cho anh em. Khi anh em đã có à, một cái con controller này thì anh em gắn dây vô máy tính đầy đủ anh em gọi à, cho mình video là will gửi qua là mình sẽ hỗ trợ cho anh em cài đặt cho anh em được trong máy tính của anh em. Mình tự làm chủ được thiết bị à, mình mới hứng thú làm âm thanh đam mê là mình không có lệ thuộc anh em nhớ nha đam mê là không có lệ thuộc giao bất cứ một cái anh thợ setup nào hết họ setup mình họ lấy mình dài chịu vài chịu à, vài chịu triệu, vài triệu mà nhưng khi anh em không biết cái vấn đề nhỏ thôi anh em cũng phải mướn nữa là cái này là mình rất là muốn cho anh em là tự mình à, tự mình làm không có gì khó anh em chỉ cần làm kết nối kết dây đúng hết rồi xong trên phần mềm it thì anh em chỉ cần gửi UltraView qua và gọi video là mình hướng dẫn cho anh em được hết bây giờ công nghệ nó rất dễ rồi em rồi đây là nói no ghét hay là nói no ghét nói chung là con đây có rất là nhiều rất là nhiều những cái phần mềm trong phần mềm nhiều những thứ cho mình học hỏi để mình làm con này nó rất là nhiều chức năng nha anh em con này hầu như là nó quá nhiều quá nhiều chức năng để cho mình làm mình sẽ nói cơ bản về cái vấn đề về cái vấn đề là mình cho anh em để biết những phần này cơ bản thôi ví dụ như những phần này anh em muốn kết nối ví dụ như anh thấy em thấy không nè mình đi vào nè a nè b nè c nè d nè nó vào nè thì anh em chọn trên đây là nó mất anh thấy không đó mình chỉ nói cơ bản thôi nghe anh em cái này mình không có đi chi tiết ví dụ như là mình muốn một nè mình vô một tín hiệu một nó ra tám ngõ vẫn được nha vậy thôi mình chọn hết cho nó chung hết cũng được à, chọn chung hết, hết vậy là nó giống cái sơ luôn đó nè đó quá trời luôn thấy không đó giống như là cắm A B C D gì nó cũng ra tám ngõ hết. Cắm đủ lại ra hết. À nói này giống như là một cái mixer. Bộ trộn của mixer. Rồi. À, những cái con hạn chế, hầu như là hạn chế limiter thì mình đã trải nghiệm và đã setup cho rất là nhiều anh em mình thấy cảm thấy là những khi anh em đừng có lo cái vấn đề mà hư lo tại vì men mình mát hết mình quản lý trên đây mình cho quýnh cường độ được tới ngưỡng đó thôi là đánh được con này nó ăn ấp phê rất, rất ok mà đặc biệt con này cho ra tiếng nhạc rất là mạnh nha anh em như này rất mạnh cần đi với một cơ hội hệ thống âm thanh là phải chuẩn về là dàn lo thì nên anh em nào sử dụng lo titan thì anh em cứ an tâm lo titan thì có thể là đáp ứng cho anh em là hiệu quả và con này có thể là con này tám ngõ ga này mình đánh lấy bốn ngõ bốn ngõ ra à, mình làm cái súp anh bốn lớp quá ok đúng không đó, à, có thể chơi bốn lớp bình thường à, thích thích thì làm thêm lớp nữa là năm lớp nha rồi cái này là nếu anh em nào mà sử dụng uh, con controller này với hệ thống Titan thì mình yêu cầu mình sẽ cài cho anh em là những cái uh, sử dụng súp anh một lớp hai lớp ba lớp thì anh em chỉ cần chọn cái chương trình thôi anh em chỉ cần là ghi con lại cái chương trình ví dụ như chương trình 3 chương trình chương trình 4 chương trình 5 thì anh phải một một à, lớp hai lớp ba lớp vẫn được bình thường đó khi nào anh em quan tâm đến controller này anh em có liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại là 0974 à, 70 4444 mình sẽ hỗ trợ cho anh em hỗ trợ cho anh em về cái vấn đề kỹ thuật và tư vấn cho anh em là sử dụng sao cho anh hiệu quả rồi. cảm ơn anh em đã xem hết cái video cái buổi like hôm nay cái buổi giờ. hôm nay là mình muốn gửi đến cho tất cả anh em mình phải là hiểu được và mình sẽ chọn đúng cái những gì mình cần mình không muốn anh em sử dụng hệ thống lo Titan mà mua thiết bị về mà không sử dụng được thật sự là con cái là khó con cái là anh em khi anh em mua online hay là mua ở đâu không có tem titan nó thì bên mình không hỗ trợ được nha anh em anh em có thông cảm như là bên hông à, bên hông nó có cái tem như thế này thì còn dạng số đi anh em thấy cái tem này không ở cái tem màu vàng vàng nè cái tem này là cái tem của titan à, titan nó có hai chỗ hiện tại ở miền tây và miền đông thì hiện tại là mình ở đồng nai thì mình sẽ hỗ trợ cho anh em ở khu vực uh, gần thì trực tiếp, ở xa là online. Rồi, uh, mình uh, cảm ơn anh em rất là nhiều. Cả anh em nào mà quan tâm đến sản phẩm này uh, là con code 4 in uh, 8 out CD 48 thì anh em có liên hệ cho mình uh, qua số điện thoại là 0974 uh, 70 4444. Số này là cái số Zalo uh, của mình, anh em có thể kết nối và anh em có thể hỏi uh, mình sẽ tư vấn cho anh em từ 8 giờ sáng đến 20 giờ tối mình sẽ hỗ trợ cho anh em được. Rồi cảm ơn anh em. Chào anh em, hẹn gặp lại anh em cái video tiếp theo. Bye bye.